Художник один домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Знаю, милый, знаю, что с тобой.
Se pierde-i pacea mea. Îi par vinul pe război la noi. Ad nuvo tam inie pristan. Pentru mea ce vei iubi mâi moi, zemlea mara, ca
cho ta mây nhời thảo nguyện bạt ngát đêm tối em ta nơi nhà lần theo dấu vết em đi tìm đâu cho thấy em yêu tình yêu đông cháy trong tim phút giây nào vui tháng tháng năm năm trôi qua gió tiết mưa rơi dừng ra tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân cho năm tháng vôi phai hình bóng nào thời gian có ta tan vào ước vọng hàng mi đen lấy như nhung vì nắng chiều trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc ta mây ơi thảo nguyện bạt ngát đêm dấu em ta nơi nào lần theo dấu vết em đi tìm đâu cho thấy em yêu tình yêu đôi trái trong tim phút giây nào vui tháng tháng năm năm trôi qua gió tuyết mưa rơi dương xa tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời tìm em năm tháng thay đổi mong nàng lọt theo hoa lá hương thơm tỏa ngát đông em thân yêu ơi biết em giờ này nơi đâu thảo nguyện bạt ngát đem dấu em ta nơi nào lần theo dấu vết em đi tìm đâu cho thấy em yêu tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào vui lan 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 la 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 dù cho năm tháng vôi phai hình bóng thời gian có xoa tan bao ước vọng hàng mi đen lấy như nhung vì nắng chiều trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc thảo nguyện bạt ngát
anh nghe sao xuyến. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, diệu hồng vui phong cười. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho chương trình thành công rực rỡ. Thật tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Помнят твои губы.
nước Nga xin phép chính thức bắt đầu. Здравствуйте, дорогие друзья. Vâng, xin được hân hạnh, trân trọng, nồng nhiệt chào đón tất cả các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các anh chị em và các bạn đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như thường chúng ta lại bên nhau sau một năm xa cách. Rất nhớ, phải không thưa quý vị? Hôm nay trong sự đầm ấm của ngôi nhà một thoáng nước Nga, chúng ta ôn lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ, một thời hoa hồng và tình yêu, một thời tuyết rơi và nỗi nhớ, một thời hoa táo trắng, những bông hồng và vườn Nga, những ký ức của mùa hè. Kính thưa quý vị, hôm nay mọi kỷ niệm, đam mê, mọi mong nhớ của quý vị đều ở nơi đây với một thoáng nước A thân yêu của chúng ta. Và đặc biệt hơn, giờ phút này chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm 10 năm chặng đường đầy niềm vui và hạnh phúc với một thoáng nước Nga. Và trong ngày vui hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời có mặt trong buổi ngày hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, nhà báo Lê Phương Dung, nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nga, ông Ninh Văn Tiến, Phó Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nga, bà Ngô Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Đông Nam Á. Vâng, kính thưa quý vị, trong không gian kỷ niệm chặng đường 10 năm của một thoáng nước Nga, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng chào đón các quý vị đến từ mọi miền của Tổ quốc. Xin chào đón nhóm Xác Tươi. Đâu ạ? Nhóm Xác Tươi đâu ạ? Xin trân trọng được chào đón các quý vị đến từ nhóm Sư Gran Bắc Ninh. Vâng. Xin trân trọng chào đón nhóm Kherson. Đâu ạ? Xin trân trọng chào đón nhóm Zin Moscow. Chúng tôi đã nhìn thấy nhóm Zin Moscow.